sáng chủ nhật Sydney. Mấy đứa nhỏ nhà mình nó có mua một cái lò này. Cái lò này nó gọi là air fryer. Mà sau này thì mình cũng nghe nói rất là nhiều ha. Nè, 3.2 lít air fryer là cái lò này á, nó chiên mà nó không có bỏ nhiều dầu, thành ra là mấy đứa nhỏ ở nhà nó đã mua. Cái lò này á, theo mình thấy á, mình đi ở shop mình thấy á, mình có những cái mà nó nhiều hiệu á, nhiều hiệu nhiều giá tiền lắm. Những cái hiệu mà nổi tiếng chút á thì khoảng chừng 300 mấy 400, mà mấy đứa nhỏ nó mua cái này á không có hiệu gì, thành ra đồ bình dân thôi, thành ra khoảng chừng 80 mấy đồng. À nhưng mà mình có về mình thử rồi, mình nướng thịt cũng rất là giòn, nó vàng rồi nó cũng giòn giòn, nó cũng ngon á, giống như mình không có cần bỏ dầu gì hết. Rồi hôm nay á thì mình làm tới cá, tại vì trên này thì nó có đủ thứ nè ha, nó có làm những cái miếng thịt nè, tôm nè, có vẻ như meat pie nè, drumstick nè, là cái đùi gà nè, rồi thịt cốt lết, rồi cá. Thì hôm nay mình làm cá thì theo cái nhiệt độ người ta chỉ đó là 160 độ, từ 15 tới 20 phút. Thì cái nồi mà chiên cá của mình nè, đó, thấy ngon quá, cho nên mình cũng quay video chơi. Thì trong này nó có hai phần, cái nồi này nó có hai phần, một ở trong là cái nhỏ, ở ngoài là để mình lấy ra lấy vô á. Thì chiên hay là mình làm gì á thì cái đồ dơ á, cái đồ dầu đồ đó nó nhiễu xuống dưới, thì mình muốn lấy ra thì là như vậy nè, mình đẩy lên xong cái mình nhấn cái nút ở đây là mình có thể lấy cái này riêng ra. Đại khái là vậy đó, đại khái là lấy cái phần này ra. Tại này mới mua về cho nên lấy. Rồi cái mình lấy cái này ra, rồi mình rửa nó. Còn cái phần này nói chung là cũng được. Nếu mà người nào mà kỹ, không có sợ là chiên dầu mỡ nhiều ăn không tốt á, thì xài cái này. Tại vì cái lúc mà mình chiên đó thì mình chỉ lấy những cái bình xịt dầu á, hoặc là những cái bình dầu mình spray nó, mình xịt nó vô vậy nè, một chút thôi là được rồi. Còn nếu mà mình làm những cái loại thịt ba rọi mà có mỡ á, thì mình để ở dưới cái nồi á một chút xíu nước, để khi mà mỡ á, mà nó nhiễu xuống á cái nồi á, thì nó không có bị giống như ra khói, giống vậy ra khói mà ra khói mùi khét á, thì mình để chút này một chút xíu nước. Tại vì ai mà muốn xài á thì thử đi. Tại vì cái này nó có manual, có cái cuốn chỉ dẫn nè, roaster air fryer, thì để nướng đồ cũng thấy giòn và ngon đó. Trong khi mình không có cần xài cả nồi dầu như mọi lần nữa, thì mình xài một cái nồi dầu, còn xài chừng một lần hai lần là mình đổ nguyên một nồi dầu bỏ rồi. Mà cái này thì mình không có cần nhiều dầu vậy mà mình vẫn được đồ ngon. Ok vậy thôi ha, mình chấm dứt cái video của mình ở đây ha. Hồi nãy là mình để cho đúng người ta dạy mình á, là 15 phút đó, như vậy đó. Ok, nhiệt độ khi mình bấm lên cái power ở đây á, thì nó sẽ có hết cái menu ở đây. Rồi cái mình bấm nhiệt độ lên xuống nè, cái này phút nè, phút lên xuống nè, này lên nè, nó vậy đó. Sau cái mình bấm cái power nữa là nó bắt đầu nó quay thôi, vậy được rồi ha. Đại khái là vậy, thấy mấy đứa nhỏ nó mua nó xài thấy cũng hay, cũng tiện rồi sạch sẽ nữa, cho nên mình mới quay video này hôm nay. Chứ là như vậy, bởi vì nhiều khi mình nó bận rộn, mình bỏ đồ ăn mình không cần phải canh, mình phải cần lại coi rồi trở tới trở lui cái miếng đồ ăn mình nấu hoài đó, thì nhiều khi mình cũng quên nữa. Nhiều khi bỏ cái lò rồi mình đi đâu chỗ khác mình quên, khi trở lại cái đồ của mình bị khác. Thì bây giờ mình xài mấy cái này thì mình thấy rất là tiện ha. Ok.